Chào mừng các bạn đã quay trở lại với truyền hình Văn Lang. Mình là Thảo An, người sẽ đồng hành với các bạn để tìm hiểu về chủ đề ngày hôm nay. Có bao giờ các bạn nhìn vào những thành công của người khác hoặc những người đồng trang lứa hoặc các bạn nhỏ tuổi hơn và cảm thấy mình vô dụng hay không? Các bạn chênh vênh không biết rằng tương lai mình sẽ đi về đâu và vô tình các bạn rơi vào trạng thái peer pressure. Peer pressure hay còn gọi là áp lực đồng trang lứa, áp lực từ những người xung quanh, từ những người ngang hàng phải lứa với mình. Bạn tự hỏi, họ cũng bằng tuổi mình, cũng học hành như mình, không có đặc điểm gì nổi bật. Nhưng đến một ngày, họ lại đạt được những thành tựu này, thành quả khác. Còn bạn thì sao mãi vẫn chưa có gì cả? Dần dần, cảm xúc của mình trở nên tiêu cực. Mình cảm thấy buồn, thấy ganh tị và sợ hãi khi nghe người khác kể về thành công của họ. Và rồi mình tự chất vấn bản thân, tại sao mình lại không làm được như vậy? Đó là những biểu hiện của tình trạng peer pressure. Hoặc bạn sẽ tự đánh lừa bản thân mình rằng tại mình xui, tại mình không có mối quan hệ hay thầy cô chưa nhìn thấy những năng lực của mình. Hoặc bạn bắt đầu bắt chước thời trang, lối sống của những người khác cho dù bạn không thích hay bạn không có điều kiện. Và bạn ngại phải đến những nơi đông người, ngại tiếp xúc, nói chuyện, chia sẻ với mọi người vì sợ mình khác với họ. Thực ra peer pressure tích cực hay tiêu cực phụ thuộc vào góc nhìn, cách lựa chọn và hành động của mỗi người. Mình đã từng mất rất nhiều thời gian để ganh tị chen ghét những người khác, nhưng điều đó không giúp mình tốt lên được. Thay vì than vãn, chỉ trích bản thân, thì tại sao chúng ta không tận dụng peer pressure, biến áp lực trở thành động lực? Sau một khoảng thời gian thì mình đã học cách chấp nhận rằng bản thân vẫn còn nhiều sai sót và yếu kém hơn so với người khác. Vì không phải ai sinh ra cũng hoàn hảo. Có thể mình không giỏi tất cả, nhưng mình sẽ giỏi ở một lĩnh vực nào đó. Vì vậy, các bạn hãy cùng mình nhìn vào những điểm sáng đó để cố gắng trở thành một phiên bản tốt hơn. Hãy xóa bớt, ẩn đi những bài viết tiêu cực. Thay vào đó, các bạn nên đọc sách, học thêm ngoại ngữ hoặc những kỹ năng mềm khác. Tuy nhiên, không nên cố tạo áp lực cho bản thân vì có thể nó sẽ gây ra phản tác dụng. Biết bản thân mình cần gì, muốn gì và đặt ra những mục tiêu cụ thể để bản thân ngày hôm nay trở nên tốt hơn ngày hôm qua. Đặc biệt, ngừng so sánh bản thân với người khác vì hệ quy chiếu của mỗi cá nhân là riêng biệt. Bản thân chúng ta là một cá thể độc lập. Thời gian và con đường chúng ta đi là khác nhau. Vì vậy, đừng cố gắng chạy theo và hãy sống cuộc đời của mình, đừng sống một cuộc đời của người khác. Và cho phép bản thân mình nghỉ ngơi mỗi khi quá tải. Sắp xếp một vài những cuộc gặp gỡ với những người bạn thân thiết. Làm những gì mình thích mà trước đây mình vẫn chưa dám làm. Áp lực đồng trang lứa rất đáng sợ và rất khó để vượt qua. Nhưng các bạn hãy luôn nhớ rằng việc so sánh bản thân mình với người khác là một sự so sánh khập khiễng. Vì chúng ta không cùng ước mơ, không cùng xuất phát điểm, không cùng mục tiêu. Thước đo chính xác nhất đó chính là sự nỗ lực. Vậy nên các bạn đừng quá lo lắng. Hãy nỗ lực một cách thông minh chứ đừng cố gắng một cách quá sức. Rồi các bạn sẽ chạm được đến thành công mà thôi. Và cuối cùng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn tại số phát sóng tiếp theo của truyền hình Văn Lang.